Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tin tức bất ngờ lộ diện em gái sinh đôi của Nhã Phương. Nhìn những hình ảnh giống nhau như lúc này khiến nhiều người lầm tưởng rằng đó là chị em sinh đôi của Nhã Phương. Mới đây, trên trang cá nhân của Phương Anh, em gái Nhã Phương có đăng tải loạt hình ảnh của cả hai khiến nhiều người không khỏi lầm tưởng rằng hai chị em cô là sinh đôi. Có thể dễ dàng nhận thấy, Nhã Phương và em gái giống nhau nhất ở nụ cười rạng rỡ và đôi mắt hai mí to tròn. Vóc dáng người của cả hai cũng tương tự như nhau, khiến nhiều người càng lầm tưởng cả hai là chị em sinh đôi. Được biết, em gái của nữ diễn viên tuổi thanh xuân hiện đang theo học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và trở thành diễn viên như chị gái. Hình ảnh của Nhã Phương và em gái được chia sẻ trên Facebook. Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt, song đường nét gương mặt, nụ cười và vóc dáng của cả hai thực sự giống nhau như song sinh. Nhìn từ xa thế này sẽ khiến nhiều người cho rằng đây chính là Nhã Phương. Nụ cười rạng rỡ có lẽ là điểm giống nhau nhất giữa Nhã Phương và em gái. Khóe miệng và đôi mắt hai mí to tròn giống nhau như đúc. Đến từng cái mí môi, mái tóc cũng như từ một khuôn mà ra. Chị em Nhã Phương thường xuyên sống vai nhau trong rất nhiều sự kiện. Nụ cười không lẫn vào đâu được. Thậm chí, hai chị em Nhã Phương còn để cùng kiểu tóc với nhau. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.